Sau trận đại chiến, Godzilla nằm im bất động trong đống đổ nát. Một lúc sau, cuối cùng nó cũng thở một hơi dần tỉnh lại. Thời sự bắt đầu đưa tin người bảo vệ của họ đã sống lại. Godzilla lấy tấm thân đầy thương tích của mình đến rìa thành phố, đi xuống đáy biển không hề quay đầu nhìn lại. Sau đó, trong vài năm, tổ chức đế quốc không ngừng nghiên cứu về quái thú khổng lồ. Bên trong căn cứ 61 ở Vân Nam, quái vật khổng lồ Mothra đang phá kén. Rất nhanh một con ấu trùng bướm xuất hiện. Đây là nữ hoàng của quái thú Mothra. Các nhà nghiên cứu kinh ngạc, cũng không quên mở lưới điện. Lại không ngờ vừa qua 2 giây lưới điện đã bị sập. Lúc này, một binh lính vì sợ hãi đã bắn Mothra. Mothra cũng vì thế mà phẫn nộ, nhổ ra tơ dính chặt tất cả binh lính lên tường. Tiến sĩ Emma thấy vậy nhặt thiết bị âm thanh vừa chế tạo ra xông vào. Sau khi cô bật thử thiết bị vài lần, Mothra cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Khi Emma và con gái Madison đang ăn mừng, một tiếng nổ vang lên, một nhóm lính đánh thuê xông vào. Không nói lời nào bắt đầu tàn sát nhân viên nghiên cứu. Mục đích bọn họ chỉ có một, đó chính là bắt cóc Emma và lấy thiết bị sóng âm đi. Shirazawa đã tìm được chồng của Emma, Mark. Shirazawa nói với anh ta, hiện tại quái vật khổng lồ đã có 17 con, bởi vì thiết bị đó có thể đánh thức quái thú ngủ đông. Vậy hậu quả rất khôn lường, khi mọi người đang nghiên cứu nơi Emma sẽ đến, căn cứ bỗng bị va đập kịch liệt, radar quét được là Godzilla. Mọi người ngay lập tức vào trạng thái phòng thủ, nhắm pháo về phía Godzilla. Lúc này, Mark lại nhận ra Godzilla có thể không phải đến để đánh nhau. Anh ta chậm chậm đi về phía trước Godzilla. Sau khi hai bên nhìn nhau, Godzilla quét qua căn cứ và bơi ra xa, dường như muốn dắt con người đi tìm những quái thú khác. Bọn họ dựa theo quỹ đạo chuyển động của Godzilla, tính toán ra điểm cuối có thể là căn cứ ở Nam Cực. Ở đó có King Ghidorah bị đóng băng, điều này có thể giải thích. Godzilla biết Ghidorah sắp sống lại, vì vậy đã đến và gọi con người cùng đi đối kháng. Bọn họ cuối cùng cũng phản ứng được, lập tức điều động một mẫu hạm đi đến Nam Cực. Mà lúc này, Emma đã bị phần tử khủng bố Alan đưa đến căn cứ Nam Cực. Nhà nghiên cứu bên trong đều đã bị giết. Khi bọn họ nhìn thấy Ghidorah đóng băng cũng bị sốc, Alan sai cấp dưới khoan một lỗ lên mặt băng, sau đó tiêm thuốc nổ vào, muốn phá vỡ tầng băng và để Emma mở thiết bị sóng âm, chuẩn bị đánh thức Ghidorah. Mà bên ngoài tổ chức đế quốc vừa đáp đất, bộ đội vũ trang lập tức xông vào trong, đấu súng với người của Alan. Mark thấy vợ con gặp nguy hiểm, không quan tâm mọi người ngăn cản vẫn xuống máy bay xông vào. Vừa hay đụng phải nhóm người Alan, anh ta dùng súng nhắm vào Alan, muốn vợ con rời đi cùng mình. Không ngờ không chỉ Emma không đi, con gái Madison cũng không đi. Cô nhặt kíp nổ lên đích thân nhấn nổ, tảng băng khổng lồ bắt đầu nứt ra, cả căn cứ cũng bắt đầu sụp đổ. Emma không chút do dự lên trên thang máy cùng Alan. Xem đến đây đã khiến mọi người nghi ngờ, em rốt cuộc là bị bắt cóc hay là diễn kịch giả vờ bị bắt cóc. Mark và đội vẫn đang tháo chạy, còn Emma đã ở trên máy bay. Cô kích hoạt thiết bị sóng âm đánh thức Ghidorah. Sông băng bắt đầu rung chuyển chìm vào một cái hố khổng lồ. Trong ánh nhìn kinh ngạc của mọi người, ba cái đầu dần vươn ra. Các nhà khoa học ở Nam Cực phát hiện quái thú bị đóng băng. Sau khi tầng băng nổ, bọn họ đã hối hận, quái vật lập tức sống lại, một cơ thể lại có đến ba cái đầu. Đây chính là vua của quái thú Ghidorah. Binh lính bắt đầu nổ súng, một trong những cái đầu đưa mặt lại gần để binh lính bắn. Cái đầu khác đập nó một cái, dùng thử tuyệt chiêu, ngay lập tức chúng bắt đầu nâng lên, sau đó phóng ra vô số tia chớp, đánh những người lính hóa thành tro tàn. Chúng vừa được thả ra cái gì cũng đều hứng thú. Đột nhiên trên mặt băng hiện lên một ánh sáng xanh, một hình bóng khổng lồ phá thủng mặt băng đứng lên. Đây chính là Godzilla. Ghidorah thấy vậy lập tức đứng lên, lộ ra cơ thể 160m, mở ra đôi cánh rộng 400m, mặt đối mặt với Godzilla. Bọn họ đều biết đối phương không dễ chọc. Godzilla gầm lên một tiếng, Ghidorah xông lên phía trước ẩu đả với nhau, cắn lấy một chiếc đầu rồng, sau đó ấn ma sát xuống đất. Ghidorah chơi xấu phun một tia sét đánh trúng Godzilla. Godzilla nào có thể nhịn vẫy đuôi một cái, ánh sáng xanh đặc trưng của nó từ từ sáng lên. Lần này vậy mà lại bị Ghidorah né được, ngược lại bị ba cái đầu của nó liên thủ lại đánh trúng Godzilla. Lúc này, mẫu hạm trên không của con người đem theo vô số máy bay, bắn ra vô số bom liên tiếp đánh trúng Ghidorah. Godzilla cũng đứng dậy tiếp tục chiến đấu. Ghidorah thấy tình thế bất ổn, lập tức cất cánh rút lui. Lúc này ngọn núi lửa ở xa sắp phun trào, quân đội đến sơ tán mọi người. Không ngờ, còn chưa sơ tán xong núi lửa đã phun trào. Bên trong nham thạch dần vươn ra một móng vuốt khổng lồ. Đây chính là con quái vật ngủ yên trong nhiều năm Rodan. Lúc này, trên radar hiển thị Ghidorah đang đi về hướng của Rodan. Quân đội muốn dụ hai con quái thú ở cùng nhau để chúng tàn sát lẫn nhau. Ngay lập tức bắn ra vô số tên lửa để kéo sự thù hận. Sau đó dùng hết sức chuẩn bị dụ Rodan bay khỏi thành phố. Khi Rodan cất hai cánh lửa lên đi qua thành phố, bão mạnh đem theo lửa quét qua mọi con phố, mặt đất không còn một ngọn cỏ nào sống, các sinh mạng bị hủy diệt. Sau đó máy bay phá tầng mây Rodan vội đi theo, bốn chiếc máy bay chiến đấy lập tức quay đầu, bắn vô số tên lửa vào nó. Rodan vỗ cánh giận dữ kéo cơ thể lên cao, sau đó lặn xuống bắt được hai máy bay, còn các phi công ra ngoài, sau đó bám theo một chiếc máy bay. Ngay khi nó sắp cắn phi công đã kéo ghế phóng lên, vừa hay đủ để Rodan ngoạm được. Nó quay người, tất cả các máy bay còn lại đều rơi xuống. Hiện tại chỉ còn lại mẫu hạm trên không trung này. Nó ngay lập tức tăng tốc bay về phía Ghidorah. Ngay khi Rodan sắp bắt được mẫu hạm, nó cảm giác được hơi thở đáng sợ của Ghidorah. Mẫu hạm lượn một cái thoát khỏi Ghidorah. Hai con thú bay vừa gặp đã muốn ra oai. Kết quả chỉ một chiêu Rodan đã phế rồi, không có chút sức kháng cự, sau đó bị ném xuống biển.
Tiếp theo, Ghidorah cũng bắt đầu truy sát mẫu hạm, thấy sắp tiêu đời, Godzilla lại lần nữa xuất hiện và cứu họ. Nó dùng cơ thể khổng lồ của mình để nhấn Ghidorah xuống nước. Cho dù mấy cái đầu của nó vùng vẫy thế nào, Godzilla giữ lấy một cái không buông sau đó cắn. Mà chính lúc này, quân đội bắn một quả bom sinh học, muốn tiêu diệt hai con quái thú cùng lúc. Sau khi nổ, bán kính 20 hải lý không có sinh vật nào sống sót. Thiết bị giả soát đã phát hiện sự sống của Godzilla đang suy yếu nhanh chóng. Cho đến khi không còn thở nữa, mà Ghidorah chỉ còn lại hai cái đầu lại từ dưới biển sâu bay lên cao rời đi. Nó rơi xuống đỉnh núi lửa Niết Bàn trọng sinh, cái đầu bị cắn, mọc ra với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Ghidorah gầm lên một tiếng giải phóng sóng âm của vương giả, đánh thức những con quái vật khổng lồ đang ngủ đông ở khắp nơi. Chúa tể đến không dám không nghe, chúng bắt đầu phá hủy thành phố. Lúc này ở rừng mưa nhiệt đới Vân Nam, nữ hoàng Mothra đang phá kén sau thác nước, nó từ từ dang rộng đôi cánh ra. Không lâu sau, nó bay đến phía bên trên Godzilla, dang đôi cánh, giải phóng sóng âm độc đáo, dường như là đang đánh thức Godzilla. Lúc này con người quét được, Godzilla lại có dấu hiệu sự sống mờ nhạt, người đàn ông này đang mang theo một đầu đạn hạt nhân. Ở bên trong hang động đáy biển, từng bước leo lên, lúc này anh ta mở hộp ra, cẩn thận lấy đầu đạn hạt nhân ra và đặt xuống đất. Sau đó nhìn đồng hồ, lắp đặt đầu đạn hạt nhân xong cài giờ phát nổ. Đột nhiên anh nghe thấy tiếng gầm của quái thú, làn khói tan đi, một cái đầu khổng lồ hiện ra. Người đàn ông tháo mũ bảo hiểm từ từ tiến lên, sờ lên trên mặt của nó, tạm biệt người bạn cũ, quả bom hạt nhân lập tức nổ tung dưới đáy biển. Lúc này một vòng xoáy màu xanh nổi lên trên mặt biển. Một bóng dáng khổng lồ đứng dậy, Godzilla bị bom hạt nhân nổ, không những đầy máu sống lại, cơ thể còn to lên gấp đôi, dường như nó đã hấp thụ quá nhiều năng lượng hạt nhân. Ngay lập tức bắn một hơi thở nguyên tử lên trên bầu trời. Thật sự là năng lượng quá mãnh liệt. Lúc này, nó nhìn thấy một tàu ngầm hạt nhân trên biển, vươn đầu đến xem, mọi người sợ hãi không dám di chuyển, sau đó quay đầu bỏ đi, dường như là gọi bọn họ đi theo. Và bên trong thành phố Ghidorah đang tàn phá, khi nó sắp phóng điện vào cô gái nhỏ, đã bị một hơi thở nguyên tử đánh trúng, Ghidorah ngã xuống dưới đất, Godzilla cuối cùng cũng đến, theo sau là một đội máy bay chiến đấu, bom đạn như mưa trút lên người Ghidorah, Godzilla lập tức xông lên đẩy nó xuống đất, nó vừa trèo lên lại bị đuôi rồng quật ngã. Lúc này, ưu thế nhiều đầu của Ghidorah đã thể hiện rõ ra, ba cái đầu ghìm chặt Godzilla xuống đất, ngay sau đó một hơi thở nguyên tử đã phản kích lại. Mothra từ trên trời bay xuống, đánh hai cái đầu của Ghidorah dính lên trên tòa nhà, Godzilla thuận thế lao đến húc đổ cả tòa nhà, Mothra lại lượn xuống, kết quả bị Rodan chặn lại trên không. Ghidorah cắn lên dây điện cao thế, tức khắc tất cả điện đều bị hó hút hết, giải phóng năng lượng khổng lồ, máy bay chiến đấu bị bắn rơi, Godzilla cũng bị sóng xung kích đánh ngã, còn Mothra bị Rodan đẩy sát vào tường. Rodan muốn nữ vương phải cúi đầu, bỗng một chiếc vòi độc xuyên qua cơ thể nó, đây chính là vũ khí của Mothra. Khi nó nhìn về phía Godzilla bên cạnh, nó đã bị Ghidorah cuốn chặt, bay lên 10.000 mét sau đó ném xuống, cơ thể khổng lồ giống như một hòn đá ma sát không khí, bốc cháy. Sau khi bị va đập mạnh, Godzilla đã mất lực chiến đấu. Lúc này Mothra bò đến phía sau lưng nó, nó như một con thiêu thân lao về phía Ghidorah, còn chưa đến gần đã bị sét đánh trúng. Ghidorah sẽ không thương hoa tiếc ngọc, trực tiếp đánh nó hồn bay phách tán. Tinh hoa sự sống của Mothra tản ra chữa lành cho Godzilla, nhưng muốn dung hợp vẫn còn cần chút thời gian. Ghidorah thấy vậy không cho nó cơ hội, ba cái đầu cắn lấy Godzilla muốn hút hết năng lượng của nó. Lúc này Emma để bù đắp đã mở thiết bị sóng âm lên, lái xe dụ Ghidorah đi. Khi nó chạm đất mạnh, thép phía sau bắt đầu nóng chảy. Godzilla hoàn toàn thức tỉnh, từng bước tiến lên, tất cả mọi thứ đều tan chảy. Ghidorah lúc này có chút hoảng, Godzilla bắt đầu dồn lực, một làn sóng xung kích màu đỏ lan rộng, cánh của Ghidorah lập tức chỉ còn lại bộ xương. Nó phun ra một tia sét đánh lên người Godzilla. Godzilla cười đều, chú chỉ có thế thôi à. Sau đó nó phóng đợt sóng xung kích thứ hai, lần này đã thiêu cháy hai cái đầu của Ghidorah. Nó dẫm lên ngực của Ghidorah gây ra một vụ nổ hạt nhân. Cuối cùng còn không quên cắn cái đầu cuối cùng của nó lên. Kiểm tra hạch toán cho mình. Sau đó tất cả quái vật đều tập hợp lại, bao gồm của Rodan cũng đứng bên cạnh Godzilla. Người giành quyền lực tối cao lại một lần nữa gọi tên Godzilla.